Hi, xin chào tất cả các bạn đến với chương trình Hương vị miền Tây của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món trái cây, đó là xoài. Hết sức đơn giản, xoài. Và mình sẽ làm món xoài đập để xem ngon và cay như thế nào. Thank you.
chừa cái vỏ vậy nè, đập nát cái vậy nè, ăn tuyệt vời.